cuộc sống của người đồng bào thiểu số nói chung từ xa xưa vốn gắn với thiên nhiên, nên mái nhà của họ cũng thường được làm nên bằng các vật liệu thiên nhiên như gỗ, nứa lá, vân vân. Và những ngôi nhà như thế, một thời đã làm nên vẻ đẹp đặc trưng của những ngôi làng hoang sơ của người đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương. Nhưng cho đến nay, những ngôi nhà gỗ có kiến trúc đẹp của người đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà xây hiện đại, do nhu cầu ở, sinh hoạt ngày càng cao hơn và kinh tế phát triển hơn. Trong trí nhớ của nhiều người, làng của người đồng bào dân tộc thiểu số 20-30 năm về trước ở Lâm Đồng rất hoang sơ nhưng lại cuốn hút bởi sự mộc mạc gần gũi. Những ngôi làng gắn với nhà sàn, nhà dài, nhà gỗ tùy theo văn hóa của từng cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số, và những ngôi nhà ấy gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Nhà sàn, nhà gỗ nói chung được cất lên bằng chính những cây rừng vốn còn hoang vu thuở ấy. Ở nhà gỗ mang lại cảm giác ấm áp và gắn bó giữa bao thế hệ người đồng bào dân tộc thiểu số. Có mấy nhà, có bốn nhà. Của ông bà xưa thích ở nhà này nó mát hơn hồi xưa, khác bây giờ khác hồi xưa, cái nhà như vậy đẹp hơn. Những làng như Sredang ở Đức Trọng hay Hawaii ở Đơn Dương có thể là nơi sinh sống lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số, cũng có thể là ngôi làng được di dân từ các vùng khác tới lập làng mới. Nhà trong làng do chính những người đàn ông khỏe mạnh dựng nên. Ông Cờ Long Ha Si là một trong những người đã làm nên những ngôi nhà ấy. Thời bảo cấp thì có gỗ rừng này kia, người ta xẻ xong rồi mang về nhà kêu ông già đi làm. Tôi thích làm được hết. Thích mình làm, nhưng mà ba con đâu có biết gì đâu. Có là quý cắt, mình hướng dẫn quý cắt là này kia xế gỗ vàng về nhà. Bây giờ nói ba, bây giờ thì nói lâm nghiệp nhá, bảo này kia, nó khác, bây giờ người ta cấm rồi không có rừng rải ta nghe. Những ngôi nhà gỗ của người đồng bào dân tộc thiểu số nói chung có kiến trúc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, dù được làm lên rất ngẫu hứng, không theo mô típ đặc biệt nào, nhưng nó là sự sáng tạo của những con người có tâm hồn khoáng đạt, tự do và tự nhiên như thiên nhiên vốn có. Họ không lý giải tại sao hay vì sao, chỉ cảm thấy thích thú gắn bó với những ngôi nhà đã trở nên xưa cũ với xung quanh. Nhưng đó chỉ còn là suy nghĩ của những lớp người lớn tuổi. Thì họ xé ván, họ cưa ván, họ làm. Nhưng mà bây giờ chị thấy có nhiều người còn giữ lại cái nhà như mình không? Không, ít thôi, mấy căn nhà thôi, 2-3 căn nhà thôi. Họ xây, còn họ xây nhà không. Dọc theo những ngôi làng của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đơn Dương, Lạc Dương hay Đức Trọng, giờ đây những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang hay những ngôi nhà cấp 4 đã mọc lên ngày càng phổ biến. Những nét đặc trưng như nhà sàn, nhà gỗ của làng người đồng bào dân tộc thiểu số đã dần mất đi và có nguy cơ hoàn toàn biến mất. Làng bây giờ đâu phải là gọi là làng nữa đâu. Làng bây giờ là người ta cũng đang nâng cấp hết rồi. Không còn những đặc trưng như hồi xưa nữa. Là nhà sàn nè, người dân tộc cũng còn, gia người dân tộc vẫn còn bản chất của rừng Tây Nguyên. Còn bây giờ thì hết rồi, giờ người ta cũng đổi mới hết rồi. Bảo tồn đặc trưng văn hóa của các dân tộc vốn đã khó, khi sự giao thoa văn hóa hội nhập và phát triển kinh tế ngày càng nhiều. Giữ lại những nét đặc trưng của làng đồng bào dân tộc thiểu số lại càng khó hơn khi nhu cầu ăn ở sinh hoạt cao hơn. Nhưng sự mất dần những nét đặc trưng cũng đồng hành với tiến trình phát triển. Và làng đã không còn là nơi dành cho những người hoài niệm hay thích khám phá dần chân. Ngoài nhà sàn, nhà rông là những nét văn hóa đặc trưng của những người dân tộc gốc Tây Nguyên đang bị mai một, thì hiện nay những căn nhà gỗ như thế này cũng đang có nguy cơ bị biến mất. Do quá trình đô thị hóa,
Những ngôi nhà này tuy không mang những nét văn hóa đặc sắc, nhưng nó ghi dấu một thời những người đồng bào dân tộc thiểu số đi tìm vùng đất mới và xây dựng cuộc sống mới.